Chào anh em và các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên giới thiệu cho các bác và anh em bốn em Fujifilm bên em hiện tại đang có. Để các bác và anh em có nhu cầu thì liên hệ với em. Bốn em Fujifilm bên em hiện tại là có đây. Thứ nhất là em XT100. Em này thì ngoại hình còn rất đẹp luôn. Các chức năng thì em test qua hết rồi, hoạt động ok hết. Có xước một chút góc. Đấy, em này thì chụp ảnh là 24 megapixel, quay phim lên đến tận 4K, có màn hình lật. Biệt là em này có tiếng Việt, có wifi thì các bác và anh em có ảnh qua điện thoại máy tính rất là ok. Ngoại hình em Fujifilm XT100 rất là ok. Thứ hai là em Fujifilm XA3. Em này thì ngoại hình cũng rất là đẹp luôn. Các chức năng thì em cũng test qua hết rồi, hoạt động tốt. Chụp ảnh là em này chụp ảnh là 24 megapixel, quay phim Full HD, có màn hình lật. Để các bác và anh em tự sướng rất là ok. Cũng có wifi đầy đủ cho các bác và anh em. Các bác và anh em cùng ngắm nghía. Đây, có một xước một chút ở đây. Tiếp theo là em Fujifilm XA10. Em này thì chụp ảnh có 16 megapixel thôi. Ngoại hình thì cũng không còn được đẹp, hơi cá sấu một chút. Nhưng mà có một cái bao da này lắp vào thì nó nhìn nó cũng khá ok. Em này cũng có tiếng Việt luôn các bác và anh em nhé. Rất là thuần Việt luôn. Em này quay phim cũng Full HD, có màn hình lật, có wifi. Các bác và anh em cùng ngắm nghía lại em M10 này XA10 này nhé. Hơi cá sấu một chút. Tiếp theo là một em Fujifilm X20. Em này thì có cái bao da rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì cũng còn rất đẹp đấy. Em này thì chụp ảnh có 12 megapixel thôi, quay phim Full HD. Các chức năng thì bên em test qua hết rồi. Ok. Các máy này thì kèm theo len 16-50 hoặc là 15-45. Đặc biệt em có con len, đây này là len 60. Các bác và anh em, em này bác nào mua thêm thì cứ alo. Phụ kiện thì đầy đủ hết, cả pin sạc, thẻ nhớ, dễ đeo và túi. Các bác và anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. Bên em là chuyên mua bán máy cũ các bác, và anh em có máy cũ không dùng tới thì cứ alo em nhé.